trước khi qua phòng ngủ thì qua một không gian vòm ước lệ. Đây là cái vòm tắm VIP theo phong cách hoàng gia. Hoàng gia như nào thì mời chị Nhung vào. Dạ. Lâu đài này là lâu đài tiêu chuẩn 5 sao. Đây là sảnh hành lang tầng 3. Dạ. Sảnh này thì sẽ nhỏ hơn sảnh ở tầng 2. Vâng. Thì em thấy vì... có cái thiết kế trần gần giống tầng 2 phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Trên này cũng làm trắng sáng. Trắng sáng ạ. Để không gian nó cởi mở hơn và nó vui vẻ hơn. Dạ. Vì sao nó nhỏ hơn? Bởi vì trên này là chia làm 4 phòng ngủ. À, chia 4 phòng ngủ luôn hả anh? Đúng rồi, chia làm 4 phòng ngủ. Thì có một phòng ngủ, mình sẽ vào review phòng ngủ đó. Cũng anh em công nhân cũng đang làm trong đấy. Dạ. Thêm một phòng ngủ nữa thôi. Vâng. Vì 4 phòng nó sẽ... Nó có gần như nhau nhưng có thể cái kích thước nó nhỏ hơn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vâng. Như vậy là em sẽ được đi thêm một phòng VIP nữa phải không phòng anh? Phòng ngủ VIP, phòng ngủ VIP. Xin mời chị Nhung. Đây là phòng ngủ VIP thứ hai phải không anh? Đúng rồi, phòng ngủ VIP. Đây là vị trí đầu giường. Đúng không ạ? Đầu giường. Hai cái tab cũng hai bên và bên này là cái tủ thay đồ. Một tủ dãy tủ đúng không ạ? Tủ thay đồ. Đấy. Bên kia sẽ kê bàn phấn và hai cái ghế ngồi uống nước. Ở vị trí này là kệ tivi. Có nghĩa là chỉ nhấn gỗ vào đúng các điểm nhấn chính là đầu giường và chỗ để tivi thôi. Còn mái trần trắng đúng không ạ? Trắng trong phào nè, trong dát vàng. Dát vàng đúng không ạ? Nó rất với khung cảnh rất là sáng luôn nhỉ anh nhỉ. Như vậy phòng ngủ rất là đầy ánh sáng. Như vậy các cái vân gỗ của mình nó sẽ rất là sáng và đẹp đúng không ạ? Tiếp tục giới thiệu về cho chị Nhung biết là trong đây còn có một phòng tắm VIP. Cũng lại VIP nữa hả anh? Cũng phòng tắm VIP, cũng phòng khách hoàng gia. Sức khỏe luôn được chăm sóc trong gia đình đúng không ạ? Đúng rồi. Có là cả một điều tuyệt vời. Một phòng dự phòng tắm VIP thứ hai đúng không ạ? Đúng rồi. Đây cũng là một phòng cái bồn sục. Bồn tắm sục nhưng mà nó lại tròn. Dưới kia là hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Nếu ở mà trên đưa... này có đá, cũng có thiết kế đá như giấy có, phòng có. Không anh? Cũng có đá luôn ạ. Có hai cái trụ đá. Trên này là hai trụ đá thay vì bốn trụ ở giấy dưới kia đúng không ạ? Dạ. Tại vì không gian phòng này nhỏ hơn thì phải thiết kế đúng theo không gian của nó để nó hợp lý hơn. Vâng. Nhưng mà nó vẫn tạo được tất cả những cái công năng ở trong cái không gian này. Hai cái trụ đá nó có mang lại sức khỏe, có ảnh hưởng gì đến cái việc sức khỏe không anh? Hai cái trụ đá nó chủ yếu là để trang trí, nhìn cho nó khỏe khoắn, nhìn cho nó đúng cái phong cách cổ điển. Nó không phải là ảnh hưởng gì hay là nó làm cho sức khỏe mình tốt hơn phải không anh? Mà đúng chỉ rồi, là cái bồn sục nó sẽ làm cho mình rồi, thư giãn hơn thôi đúng không ạ? Thư giãn hơn. Như vậy ở đây là sức khỏe luôn được chăm sóc. Đúng rồi. Đây là vị trí là đặt cái xí bệt. Nó có một cái vách kính mà cũng đặt từ bên Ý rồi. Nó rất tinh tế, nó bằng cái đồng mạ vàng rất đẹp, đặt bên Ý rồi. Đúng khoảng đấy đúng không ạ? Đúng khoảng này đi xuống. Nó rất vừa vặn. Đấy, khi vào là một cái sảnh đón thế này. Đấy. Bên góc bên kia ấy chính là cái chậu rửa. Chậu đơn thôi tại vì phòng nhỏ. Đấy. Và cái hốc này mục tiêu để xây cái này ra. Tại vì đây là cái tường về kết cấu về bê tông ấy, cái hốc này rất hay, sau này để các cái lọ dầu gội, các cái khăn tắm chia ngăn phân tầng, dạ. rất là gọn gàng đúng không? Mình xây thêm cái này để cho bằng cái này, đây là cái kết cấu của kiến trúc của công trình, dạ. Xây cái này ra để các cái đợt này, dạ. Nó rất hợp lý. Vậy là rất hợp lý và rất là gọn gàng trong phòng tắm đúng không ạ? Có nghĩa là công năng của nó rất là hiệu quả sử dụng tối đa, hiệu quả sử dụng tối đa, mà vào ấy cảm giác mà rất là nhiều những cái đồ cái thiết bị nó không bị chật chội quá, nó không bị bức quá, các không gian được tận dụng gần như là hết, nó rất hợp lý hài hòa. Kẻ đá đây cũng là dùng đá marble,
Marble kem. Còn đây là gạch. Gạch Tây Ban Nha. Tây Ban Nha em sợ em thấy mát lẹm không à? Tây Ban Nha khổ lớn. Trên trần đây cũng vẽ những bức tranh phong cảnh hoa lá. Cũng vẽ một bức tranh phong cảnh hoa lá. Cũng như dưới tầng. Cũng là để khi tắm là sẽ được nhìn được con rất là thư giãn đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là toàn bộ là không gian phòng tập gym. Phòng tập gym ở trên đây luôn đúng không ạ? Chúng ta vừa đi đến 4 sao rồi. 4 sao. 4 sao còn có cái gì? Karaoke và giải trí là 1 này. Là 1. Là tắm VIP là 2 này. Tắm VIP là 2. Sông hơi là 3 sông này. Là 3. Bể bơi là 4 này. Bể bơi là 4. Tập gym là 5 tập này. Tập gym là 5. Đấy, đầy đủ 5 sao chưa ạ? À, tại sao mà khi thiết kế lên đặt ở vị trí cao nhất trên này? Ở đây là tầng cao nhất và đứng ở đây nhìn được quang cảnh toàn bộ huyện Thủy Nguyên. Toàn bộ huyện Thủy Nguyên, cả ba bề bên luôn. Rất đẹp. Có rất nhiều, đứng cảnh ở đây rất nhiều những đồi núi trùng trùng điểm điểm. Rất đẹp. Không khí rất là thoáng. Không khí thoáng. Và hiện giờ tòa lâu đài này đang là tòa lâu đài to nhất huyện Thủy Nguyên. Cao nhất. Cao nhất. Mình nói góc độ nhà ở thôi nhá. Cao nhất huyện. Và tiện nghi nhất nữa ạ. Tiện nghi nhất, hiện đại nhất. Hiện đại nhất à. Như vậy là mới 4 sao, còn một cái gì nữa anh? Hoàn hảo nhất là cái thứ 5 à, hoàn hảo. Như vậy có nghĩa rằng hoàn hảo là 6 đấy, hoàn hảo là 6 đấy. Là 6. Như vậy có nghĩa rằng ngày hôm nay em đã được anh giới thiệu một lâu đài mang cái màu sắc từ hiện đại đến nhưng nó mang nguyên cả một cái dáng vẻ rất cổ điển. Đúng rồi. Và nó mang một cái dấu ấn rất là sang trọng, quý phái. Đúng rồi. Đó là một điều mà em muốn giới thiệu đến với tất cả các bạn trong ngày hôm nay. Và dự kiến ấy thì đến tháng 6 này công ty sẽ bàn giao toàn bộ căn lâu đài này cho chủ đầu tư. Tháng 6 này phải không anh? Có nghĩa là tiến độ của chúng ta phải thi công rất là gấp gáp. Đúng rồi, còn khoảng 5 tháng nữa thôi. Khối lượng công việc cũng còn khá là nhiều. Rất là nhiều. Dạ. Tất cả công ty đều đang rất là cố gắng. Hy vọng khi mà lâu đài đã được đưa vào hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư, em sẽ được một lần nữa đến để chiêm ngưỡng và ngắm lại một cái sự hoàn hảo thực sự lúc đó. Trân trọng cảm ơn anh. Rất hân hạnh. Có dịp lần sau mời chị Nhung đến tham quan khi nó hoàn thiện. Cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị Nhung.